Hello cả nhà nha, chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của Hoa Lan Như Ý. Lại là tiếp tục hành trình, tiếp tục một cái series. Thì hôm nay ở cái video này thì nói chung toàn bộ cái video này toàn là những mặt bông sưu tầm rất là đẹp và rất là xuất sắc luôn cả nhà. Phải nói là cực kỳ xuất sắc luôn. Nhưng đây thì em cũng xin lên để chia sẻ cho cả nhà một số mặt bông. Nói chung cái gu của em thì ở cái video này không có mặt bông nào là xấu cả. Và tất cả những mặt bông video này đều là hàng xịn. Nói chung là mặt bông vừa to vừa đẹp và vừa đáng chơi luôn. Thôi em không nói dông nói dài nữa cả nhà. Bây giờ em sẽ lên để chia sẻ cho cả nhà mình. Mở đầu cái video ngày hôm nay em sẽ có một cái cây màu vàng. Cây này người ta gọi là vàng ông sĩ. Trong các cây vàng thì người ta sẽ đem cái cây vàng hắc gia nè, hoặc là vàng ông sĩ. Hai cây đó người ta sẽ đem đi lai tạo để ra nhiều mặt bông đẹp nhất. Thì hôm nay em không lên hắc gia nhưng mà em lên vàng ông sĩ. Đây là một cái cây rất là đẹp luôn và đẹp, gọi là đẹp huyền thoại luôn cả nhà. Nó mãi 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 đẹp, mãi mãi bền theo thời gian và không bao giờ lỗi thời. Đặc biệt cái màu vàng nghệ của em nó thì làm sao xuyến rất là nhiều lòng người luôn. Em có một cái chậu tự nhiên này quên là gì ta? Vàng ông sĩ, vàng ông sĩ thì nguyên một chậu này 3 lá nha cả nhà. Nguyên một chậu vàng ông sĩ 3 lá như thế này. Em chia sẻ với cả nhà, cái này là 3 lá nhưng mà lá đã em đã cắt lá này là có một nhát cắt rồi. Hiện tại thì cái chậu này nó tổng là 3 lá. Đó, cái chậu vàng ông sĩ này em chia sẻ với cả nhà là 1 triệu em bao ship. Nói chung là lá sau vẫn còn nhưng mà xài được hay không thì em không biết cả nhà. Cái lá giữa thì nó có một cái cùi nè. Đó. Cái này chậu này em chia sẻ với cả nhà là 1 triệu em bao ship. Về nói về bộ lá vàng ông sĩ thì cả nhà trồng đạt thì cái lá nó sẽ to như thế này. Lá này là lá mẹ. Lá mẹ là hiện tại nó đã già rồi cho nên nó hơi vàng như thế này. Nhưng mà một số lá con thì vẫn còn rất là xanh cả nhà nha. Vàng ông sĩ em chia sẻ cái chậu này là 1 triệu em bao ship. Vàng ông sĩ thì như cả nhà đã biết đa nó là cánh sáp cho nên hoa rất là bền và rất là dày luôn, phải nói là cực kỳ dày chứ không phải rất là dày. Anh chị nào thích sưu tầm cái chậu vàng ông sĩ này thì chốt nhanh giùm em nha. Đây là cây vàng ông sĩ. Em có một cái mã này nè cả nhà. Mã này rất là đẹp luôn. Hồi năm ngoái, đúng rồi, hồi năm ngoái là em có lên một lá để chia sẻ cho cả nhà. Và tới tận bây giờ thì em mới lên được lá nữa. Cái này là hướng một lá đầu em đã tách ra, em trồng vào chậu và nó đang xuống rễ rồi cả nhà. Nó đang xuống rễ nè, cả nhà thấy rễ trắng trắng không? Đó, nó đã và đang xuống rễ. Cái này là mã S175. Đây là một cái cây màu đỏ gân. Màu đỏ này, màu đỏ nó sẽ rất là cháy luôn. Màu đỏ này nó sẽ rất là cháy và rất là đẹp. Đặc biệt cái bạn này thì cái bộ lá siêu đẹp luôn cả nhà. Bộ lá rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Cái này em chỉ chia sẻ hướng một lá thôi. Và cái lá này thì nói chung là nó cũng không được rẻ cho lắm cả nhà nha. Hướng một lá này thì em sẽ bán trên 1,5 triệu hướng một lá này. Anh chị mình muốn tham khảo giá cụ thể thì em sẽ báo qua tin nhắn hoặc là báo qua Zalo hoặc là báo trực tiếp qua số điện thoại. Thì tại vì sao có một cây em có một số cây em không tiện báo giá thì anh chị nào mà vào xem cái video của em thì anh chị mình sẽ biết. Và hôm nay em xin nhắc lại nữa là có một số cây em sẽ không tiện báo giá bởi cả nhà. Bởi vì em bị những bạn hàng nói là bán phá giá, cái kiểu như là mình bán phá giá đó cả nhà, cho nên là thôi, tốt nhất là mình có chén cơm thì mình cũng phải giữ chén cháo cho người ta cả nhà ha. Nói chung là không ảnh hưởng gì nhau cả, nhưng mà tốt nhất thì cứ mình những cây mà không nên báo giá thì mình không nên báo giá. Cho nên anh chị nào mà có xem những cái video của em nhiều thì anh chị mình sẽ biết lý do tại vì sao có những cây em không báo giá rồi. Còn nếu như mà anh chị nào chưa xem mà vô tình hôm nay mình xem thì anh chị cứ vào xem và mong là anh chị thông cảm, hoan hỷ cho em là rằng tại có những cây em không thể nào báo giá được cả nhà nha. Ví dụ như cái hàng em nhập về mắt á, thì em sẽ bán ra một cái giá khác. Nhưng mà cái nhà hàng nhà em tách được á, làm được, nhà mình trồng, nhà mình làm được thì em sẽ bán ra một cái giá khác. Nhưng mà bán ra một cái giá khác đó thì so với những bạn hàng người ta nhập về thì nói chung là cũng khó cho người ta. Cho nên anh chị mình thông cảm cho em nha. Nói chung là ai cũng muốn báo giá bạch tẹt cho dễ thôi cả nhà. Bởi vì có một số, nói chung là có người hiểu rồi cũng sẽ có người không hiểu thôi. Có những anh chị thắc mắc là kêu là báo giá bạch tẹt đi, phiền phức rồi cái kiểu này kia. Nhưng mà em biết anh chị mình chưa xem kênh của em thì anh chị mình chưa hiểu. Nhưng mà dần dần anh chị mình xem thì anh chị mình cũng sẽ hiểu thôi. Cái gì nó cũng có cái khó, cái gì nó cũng có cái lý do hết cả nhà ha. Cho nên cả nhà thông cảm cho em nha. Cây này em chia sẻ với cả nhà, bục lá đầu này em chia sẻ với cả nhà là hơn 1,5 triệu đó. Anh chị mình inbox thì em sẽ báo giá cụ thể mã 175. Đây là một cái cây màu đỏ đỏ gân cháy rất là đẹp luôn nha cả nhà. Màu này rất là cháy và khét loẹt luôn cả nhà. Rất là đẹp. Lá thì bao đẹp luôn. Có một lá thôi từ năm ngoái đến
năm nay là cái lá này là em mới xuất lần thứ hai thôi cả nhà, chưa xuất cho ai bao giờ hết, mới xuất cho một anh ở Tiền Giang một hướng hai lá, và bây giờ hướng này là hướng thứ ba, lá thứ ba em xuất thôi chứ không có nhiều cả nhà nha. Đây em lại có một cái này để chia sẻ cho cả nhà. Cuối video thì em sẽ lên cho cả nhà một cái sưu tầm một cái hướng chớp bung 142 chớp, thì anh chị nào muốn sưu tầm chớp thì anh chị mình cố gắng theo dõi em xuyên suốt tới hết video. Em sẽ lên cho cả nhà một cái mã 561 cam gân VIP. Cây này thì đây là lần thứ hai, đúng, đây là lần thứ hai em xuất trên cái video này. Tầm 3 hay 4 năm về trước em có xuất trên những cái video, nhưng mà chỉ một hướng thôi, là em cũng có xuất về cho một cái anh ở đâu quên mất tiêu ta. Đó, thì bây giờ em có chia anh lại một hướng, chia anh lại được một hướng. Thì cái hướng này em lên để chia sẻ cho cả nhà thôi, giao lưu với cả nhà một cái hướng 561 cam gân VIP. Cái hướng này là một cái dòng thân lá rất là to, rất là đẹp luôn nè cả nhà. Và cả nhà lưu ý kỹ giùm em, cây này là cây em mới tách thôi. Và đặc biệt cái bạn 561 cam gân VIP này thì cái thân của bạn lúc nào cũng vậy nè. Cả nhà nhận về cây nào cả nhà khẳng định là thân nhăn như thế này là mất nước. Nhưng cái cây này mà cả nhà khẳng định là thân nhăn như thế này là mất nước là em không chịu. Tại vì cái bản chất của cây dây này là không bao giờ thân nó căng mọng nước được. Anh chị nào trồng được thì anh chị mình sẽ biết. Và đặc biệt cái cây này nó rất là xiên bông, hai lá mà có cuốn hoa hết hai lá luôn. Cây này bông rất là to nha cả nhà, bông tầm 14-16 xăng. Đặc biệt cây này gần tàn thì gân của nó kinh khủng khiếp lắm. Khuôn bông thì quá ok la luôn, không có điểm chê và không có điểm trừ. Đối với cái cây này thân lá rất là to và rất là lực, hoa cũng rất là to, rất là lực luôn. Lưỡi cũng rất là to, cánh chồng cực kỳ sâu. Em chia sẻ một hướng 561 cam gân VIP này, anh chị nào thích siêu tầm thì alo em sẽ báo giá. Và cái hướng này thì giá nó cũng không thấp cả nhà nha, 561 cam gân VIP. Nói về dòng 561 cam gân thì đây là cái cây mà em ít xuất nhất, bởi vì đâu có đâu mà xuất cả nhà. Thì nói chung là em cũng săn dữ lắm cả nhà, em cũng cố gắng dữ lắm để phục vụ cho cái nhu cầu chơi lan của anh chị mình. Anh chị nào mà cảm thấy hợp gu thì anh chị mình alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0989 214119, em sẽ báo giá cho cả nhà nha. Và đặc biệt cái cây này thì cả nhà biết sao, cả nhà có thể khai thác rất là ok. Cây này là một cái cây có 3 mắt. Ví dụ như cái hướng hai lá này có một nhát cắt nha, nhưng mà không có, vẫn như một cái hướng bình thường. Nó vẫn như một cái hướng bình thường là ở dưới này nó vẫn còn một mắt. Thì cả nhà thấy cái mắt chà bá không? Đó, như cái lá này nè, một mắt nè, hai mắt nè, ở dưới đít này nó vẫn còn một mắt nữa. Nè cả nhà, sao cho cả nhà thấy ta, dưới đít này nó vẫn còn một mắt xanh xanh nữa, ba mắt. Rất là dễ khai thác nha cả nhà, cây này cả nhà khai thác rất là ok luôn. 561 cam gân VIP, anh chị chốt nhanh giùm em nha, chỉ có duy nhất một hướng thôi cả nhà, không có nhiều nha. Đó, mời cả nhà mình cùng lên đơn. Trời ơi, hôm nay hàng đẹp quá. Tiếp theo, bữa anh chị nào hỏi em, hôm qua em có lên cái clip 40 Lê Thị Riêng, thì anh chị nào có hỏi em 40 Vũng Tàu, thì hôm nay em sẽ lên cho cả nhà mình một cái hướng 40 Vũng Tàu siêu siêu đẹp luôn cả nhà. Cây này thì anh chị nào mà đã theo dõi kênh YouTube của em, anh chị mình sẽ biết tại vì sao cây này em khuyên cả nhà là 99% là em khuyên khách của em là nên chơi cái dòng 40, là nên chơi cây này trước, nên chơi cây này. Và đặc biệt hôm nay em có một cây rất là lực luôn cả nhà, em có một cái cây 40 Vũng Tàu nha cả nhà. Hướng này em bán hơn 1,5 triệu. 40 Vũng Tàu em có hướng rất là lực luôn, mắt nè cả nhà, mắt chà bá luôn, đang chuẩn bị sưng. Cái hướng này em bán theo thị tương lai, nó đang chuẩn bị bật mầm. Và bên đây cũng vậy nè cả nhà, tất cả những thân đầu đang bật mầm hết, cọng rễ của nó nè. Cái cọng rễ nó lực như thế này luôn, rễ mà đi sưng cá kiểu này luôn là cả nhà biết cây khỏe cỡ nào nha. 40 Vũng Tàu, một cái cây bông rất là đẹp, rất là tuyệt vời, rất là đáng chơi. Anh chị nào thích siêu tầm cái hướng siêu đẹp này thì chốt nhanh giùm em nha. Đây là mã 40 Vũng Tàu nha cả nhà. Rồi, em có một hướng bánh bèo Trà Vinh. Cây này là cây bánh bèo Trà Vinh nha cả nhà, rất 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 là đẹp luôn. Cây này thì khuôn bông bao tròn, và đặc biệt cái cây bánh bèo Trà Vinh này nó sẽ là cánh sát cực kỳ bền, thân lá cũng rất là đẹp. Em chia sẻ một hướng đầu bánh bèo Trà Vinh như thế này là 1,2 triệu. Cái này anh chị nào sợ chưa nở lá hết thì anh chị mình có thể gửi lại em trồng nở lá khi nào mà ok em cắt cho cả nhà nha. Lá rất là to. Cái hướng lá này, ôi chiều cao của cái lá này nó phải cao tầm 30. Bánh bèo Trà Vinh mà một hướng cao tầm 30 là rất là ok cả nhà ơi. Và cái cây bánh bèo Trà Vinh này cũng là cái cây mà cả nhà có thể khai thác ok lắm, nó nhiều mắt lắm cả nhà ơi. 1,2 triệu cho hướng bánh bèo Trà Vinh nha cả nhà, khuôn bông siêu tròn luôn.
và rất rất là đẹp. Tại vì sao? Ở đầu video em nói ngày hôm nay cái video này rất là đặc biệt cả nhà, bởi vì hôm nay không biết em bốc sao với bốc lui bốc tới, chọn lui chọn tới, chọn ngay những cái mặt bông rất là VIP. Anh chị nào thích siêu tầm bánh bèo Trà Vinh thì chốt nhanh giùm em nha. Trời ơi nó tròn mà nó đẹp lắm cả nhà ơi. Đây, hôm qua rất nhiều anh chị là đã hỏi em về cái dòng mà chớp, thì hôm nay em sẽ lên cho cả nhà cái dòng 142 chớp. Cái này thì những cái phần đầu như thế này là em đã chia sẻ hết rồi cả nhà, nhưng mà khách gửi lại nhưng mà em chưa có tách ra trồng được. Thì hôm nay em có một hướng hai lá nhỏ hết rồi cả nhà, chỉ còn một cái phần hướng hai lá như thế này nè cả nhà. Có nghĩa là một cái lá nhỏ này kèm một cái lá mẹ này. Nè cả nhà thấy không? Cái khóm này nè. Đó, có nghĩa là lá này kèm lá này. Đó, cả nhà thấy không? Đây là cây 142 chớp. Em chỉ còn hướng này thôi, còn nguyên chậu là của khách hết rồi cả nhà nha. Thì nói chung là em cũng tính để lại nhân giống đó, nhưng mà anh chị nó hỏi nhiều quá, em sẽ lên cho cả nhà mình cùng tham khảo. Tham khảo không nhất thiết là phải mua cả nhà nha. 142 chớp. Đây là một cái cây 142 màu đỏ cam, chớp rất là sâu luôn cả nhà. Cả nhà có thể quan sát kỹ cái đài của nó. Cái đài của nó thôi chớp cực kỳ chớp. 142 chớp có những cây chớp rất là cạn, nhưng mặt bông 142 chớp của em sẽ lên cho cả nhà mình cùng tham khảo. Cái mặt chớp này rất 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 là sâu nha cả nhà. Nó rất là sâu, nó không có rẻ, nó không có phải chớp cạn nha cả nhà. Cây này cả nhà mới trồng nó sẽ nở là màu cam lạc, nhưng mà cả nhà cho ăn nắng đầy đủ nó sẽ lên màu cam cam, nói chung là cam đậm đà luôn, nhìn cháy lửa lắm cả nhà, rất là ghiền. Và cả nhà biết rồi đó, cái dòng 142, cái dòng chớp thì giá nó không có mềm. Em hay khoe với cả nhà, hiện tại trên thị trường bây giờ nói mà về cây chớp chỉ có cây hắc tùng là cây rẻ nhất nha cả nhà. Cây hắc tùng chớp là cây giá mềm nhất luôn, nhưng mà hiện tại hắc tùng chớp nhà em không còn cả nhà nha. Thì hôm nay em sẽ lên cho cả nhà tham khảo cái dòng 142 chớp. Đặc biệt cái dòng này nó khá là xiên bông, chớp sẽ có những cây rất là lì bông và có những cây rất là xiên bông, cả nhà thấy không? Cái cây nhà nhà em nè, cái vỏ này mà cả nhà còn thấy được cái vết chớp luôn, cả nhà phải nhìn tận mắt thật cả nhà mới biết. Thì cái này là nói chung là không rẻ, em lên hướng hai lá, hoặc là em có thể bán một cái lá đầu này cho cả nhà. Thôi em bán một lá đầu này, thôi em bán hướng hai lá này cả nhà, hoặc là bán một lá đầu này cũng được nha, lá đầu nhỏ này cũng được. Anh chị mình đủ điều kiện thì anh chị mình chốt hướng hai lá này nó sẽ ok hơn. Một lá 142 chớp này em sẽ bán tầm 4-5 triệu nha, chị anh chị mình có thể tham khảo giá. Còn nếu như mà lá bự hơn thì em sẽ bán giá cao hơn nữa, một lá tầm 4-5 triệu nha. Anh chị mình thích siêu tầm thì anh chị mình có thể chốt, anh chị nào tin thì chuyển khoản em trồng giùm cả nhà, khi nào rễ ok em sẽ giao cho cả nhà. Còn nếu như mà cây anh chị gửi ở vườn em, cây có cái gì xui rủi xảy ra, em chịu trách nhiệm. Nếu em còn cây thì em sẽ hoàn cây lại cho cả nhà, hoàn cái lá khác lại cho cả nhà. Còn nếu như mà em đã hết cây thì em sẽ trả lại tiền cho cả nhà. Cây ở trong vườn em thì trách nhiệm là của em, cho nên anh chị đã gửi cây ở em thì anh chị cứ yên tâm. Và anh chị đã trao cái niềm tin cho em ấy thì anh chị mình cứ yên tâm. Cây ở vườn em, bị này bị kia ABCD gì đó, hoàn lại. Nói chung là em sẽ, cách thứ nhất là nếu có cây lá khác em sẽ bù cái lá khác cho cả nhà, còn nếu cả nhà không chịu nữa hoàn tiền lại cho cả nhà. Ok, những cái hàng mắc tiền như thế này thì cả nhà nên chú ý kỹ một tí xíu. Còn anh chị nào sợ trồng những cây mắc tiền này thì anh chị mình có thể tin em, giao em trồng nha. Đó, anh chị mình thích siêu tầm mã 142 thì chốt nhanh giùm em nha, tham khảo đi cả nhà. Tại vì những cái dòng chớp bây giờ, có lúc trước á em thật chia sẻ với cả nhà, buôn bán thì giá cả nó theo thị trường mà, cái điều dĩ nhiên. À, lan lên thì tụi em lấy giá cũng phải lấy lên, mà lan xuống thì tụi em lấy giá cũng lấy xuống thôi cả nhà. Giống như á, hắc tùng chớp có thời điểm em bán chỉ có 1,2 triệu một lá thôi. Nếu mà anh chị nào mua thì chắc cú rằng anh chị mình sẽ mua, đã mua ở nhà em 1,2 triệu một lá là bình thường, thật sự mà nói. Hoặc là nói về tân thị chớp, tân thị chớp cái thời điểm mà người ta bán 5 triệu một lá đầu thì em mới bán chỉ có 3 triệu hay 2,8 triệu một lá đầu thôi cả nhà. Tại vì sao? Những cái hàng chớp nó thực chất là nhà em không có nhiều, em chỉ mua về em nhân giống, cái nào mà lòi ra dư ra thì em mới xuất thôi. Cho nên cái hàng chớp cả nhà mua ở nhà em thì em bao giá thị trường luôn. Còn đối với những anh chị mua đi bán lại, người ta mua đi bán lại ví dụ như mà cao hơn một chút xíu nhà em là bình thường nha cả nhà. Cho nên cái việc đó là cả nhà thông cảm cho người ta. Đôi khi em lấy cây mắc về quá em không bán được thì em phải trồng thôi cả nhà. Em trồng ví dụ một lá 5 triệu, khi nào mà em trồng được 2-3 lá thì lúc đó là em lời chắc rồi. Thì dĩ nhiên là em ra với một cái giá vừa phải thì ra cỡ nào em cũng lời thôi. Cho nên anh chị mình hoan hỷ thông cảm. Nếu mà anh chị mình thấy ở đâu bán mắc hơn nhà em tí xíu thì anh chị mình có thể
thông cảm cho người ta, tại vì người ta mua đi bán lại cả nhà nha. Rồi em sẽ làm tới đây thôi, video hôm nay sẽ là một cái video rất là đặc biệt. Em chúc anh chị mình sẽ sở hữu được một cái mặt bông sưu tầm siêu đẹp luôn. Và đặc biệt những cái hướng đầu video thì mỗi là em chỉ có một lá hoặc là hai lá thôi, tại vì hàng đó là hàng em xuất lâu lắm rồi, vài năm nay thì người ta trồng dưa người ta mới chia lại cho em, chứ không phải có sẵn hàng đâu cả nhà. Anh chị mình có thể tham khảo, nếu mà hợp gu thì anh chị mình nhớ alo liền cho em hoặc là nhắn tin liền cho em nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh chị mình ở những video sau. Bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình nha.